mới đây tại hà nội đã diễn ra phiên họp trực tuyến lần thứ nhất ủy ban thương mại của hiệp định thương mại tự do song phương giữa việt nam và liên minh châu âu evfta phiên họp được tiến hành dưới sự đồng chủ trì của bộ trưởng bộ công thương việt nam nguyễn hồng diên và phó chủ tịch ủy ban châu âu kiêm cao ủy thương mại liên minh châu âu vandit dombroskis tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, ra soát tình hình thực thi hiệp định cũng như các vấn đề mà hai bên quan tâm liên quan đến thương mại đầu tư trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Ngoài ra, hai bên cũng đã nghe báo cáo về kết quả phiên họp của hai ủy ban chuyên môn là Ủy ban Thương mại hàng hóa và Ủy ban về các biện pháp kiểm dịch động thực vật, đồng thời thảo luận để thống nhất hướng xử lý một số vấn đề mà hai bên cùng quan tâm về mở cửa thị trường hàng hóa và phát triển bền vững. Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh quá trình thực thi hiệp định, giải quyết các vấn đề có khả năng tác động không thuận lợi đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hai bên để để giúp duy trì và phát triển chuỗi cung ứng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, kết thúc phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định, bất kể những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, Việt Nam mong muốn, hai bên cùng hướng tới mục tiêu đảm bảo lợi ích và hiện thực hóa những cơ hội cho doanh nghiệp và người dân của hai bên, thông qua những nỗ lực để thực thi hiệu quả những cam kết trong Hiệp định EVFTA, thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, đưa quan hệ giữa Việt Nam và EU vươn lên một tầm cao mới.